Thì trong cái đêm chung kết này, nhóm Cá Biệt muốn làm một gì đó nó hoành tráng hơn những tiết mục trước đây, cho nên là nhóm Cá Biệt đã nghĩ ra một cái ý tưởng. Tuy là rạp xiếc thì từng có người làm rồi, nhưng vô tay của Cá Biệt thì Cá Biệt sẽ muốn làm cái gì đó nó khác biệt hơn so với những tiết mục trước, cho nên là mọi người hãy chờ xem coi nữa là Cá Biệt sẽ làm cái gì nha. Bật mí một tí đó là có những cái trò Thì mình thử, tức là từ đó giờ Bảo Quân cũng chưa bao giờ diễn cái vai đó là một nhà ảo thuật hết, mà mình lại vào vai một người anh của hai đứa em nữa. Đó là những cái tiết mục đầu của Bảo Quân thì Bảo Quân toàn làm em, làm con, xong rồi làm này kia không, nhưng mà khi đến chung kết thì anh chị đã giao cho mình một cái vai đó là một người anh hai luôn, thì mình cũng hơi lo lắng, nói chung là mình cũng bị áp lực rất là nhiều, và đồng nghĩa với việc là Bảo Quân phải phải tập luyện rất là nhiều. Thì mong là đêm chung kết nó sẽ diễn ra và Bảo Quân sẽ diễn cách hết mình và sẽ đem đến cho khán giả một tiết mục nó phải nói là mới. Đây là lần đầu tiên mà Đa cũng như là nhóm Cá Biệt tham gia một cái chương trình rất là lớn mà được lần đầu tiên làm được trực tiếp luôn, thì Đa cảm thấy là rất cũng có thể là Đa rất là sợ đó, nhưng mà Đa hy vọng là sẽ cố gắng hết sức mình. Nhưng đầy chất xám. Khùng, nhưng cảm xúc trào dâng. Điên, nhưng cách diễn xuất tự nhiên. Chúng tôi là Cá Biệt. Quý vị, vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức những hình ảnh chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng của nhóm Cá Biệt. Có thể hiểu được họ đang muốn dốc hết toàn tâm toàn lực vào tiết mục dự thi trong đêm cuối cùng, chặng đường cuối cùng ngày hôm nay. Và với Lê Bửu Đa, Bảo Quân và Hồ Bích Trâm, họ đã từng chia sẻ với họ rapper rằng sân khấu của Cùng Nhau Tỏa Sáng chính là một trong những cơ hội quý báu nhất để giúp cho họ, thứ nhất là có thể làm những điều họ khao khát được làm trong suốt chặng đường nghệ thuật vừa qua, thứ hai họ được làm những điều họ chưa dám làm và tưởng chừng như bao giờ có thể làm được. Và ngày hôm nay, hãy chờ đón xem một điều thú vị mà chưa bao giờ họ xuất hiện trên bất cứ sân khấu nào, chỉ có Cùng Nhau Tỏa Sáng 2016 mùa thứ ba mới có cơ hội để có thể giúp họ tỏa sáng và bùng nổ được. Và Hoài Rapper đang rất muốn lắng nghe được tiếng cổ vũ của tất cả mọi người dành cho Cá Biệt đi nào! Và bây giờ, hãy cùng đến với ba anh em Trí, Tài, Tâm, xin mời! I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple. Xin được chào đón tất cả quý vị đang có mặt tại rạp xiếc Cá Biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin mời mọi người hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúng ta cùng chào đón hai chú khỉ độc nhất vô nhị của rạp xiếc chúng tôi. Đó là chú khỉ Lải Nhải và chú khỉ Gãi Quai. Thế bài nắp bộ áp bộ.
ơn phần xuất hiện rất là hoành tráng của hai chú khỉ của chúng ta. Và trước khi mà chúng ta đến với phần biểu diễn tiếp theo thì chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng hai chú khỉ này nha. Đầu tiên đó là chú khỉ lải nhải. Hồi nãy giờ người ta chưa mở miệng ra nói cái gì chứ mà nói người ta lải nhải. Bắt người ta đóng vai khỉ là người khác nó không nhận ra rồi còn nói lải nhải. Nãy giờ có nói gì đâu, không hề nói cái gì luôn. Nghĩ sao vậy trời, tự nhiên luôn á. Tạm gác qua một bên đi hang, hiểu tại sao rồi hang. Bây giờ chúng ta qua đến con ơi. Con nè, đang biểu diễn như quý vị khán giả không á, cô gái nè, sao vậy hả? Bị gì vậy? Còn nó nói sai. Ngứa như thế này thì làm sao mà không ngại? Làm sao không ngại? Làm sao không ngại? Ngứa như thế này thì làm sao mà không ngại? Làm sao mà không ngại? Làm sao mà không ngại? Ngứa như thế này thì làm sao không được ngại? Làm sao không được ngại? Làm sao không được ngại? Ôi chết tôi. Ngon quá. Ăn với nè. Ngon không? Béo cái gì vợ? Còn chỉ dạ kính thưa quý vị, dạ ngay sau đây chúng ta ngon không? Ngon gì vợ? Ve chó. Chơi vợ nè. Dạ ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với màn khỉ học toán. Không học đâu. Nhìn mặt em biết ngu rồi. Nó nghe nè, lại đây. Bây giờ có trái cây. Chơi là có trái cây, chơi không? Chơi luôn. Nè, vô. Ha ha. Câu hỏi có nội dung như sau. Đây là trái thăng long. Cha cho con một trái. Cho con một trái. Hỏi cha có bao nhiêu trái? Có đâu. Nè, có thấy cái nào đâu? Lừa dối, con sao? Người bây giờ rất là lừa dối. Trời ơi, tự nhiên cái tôi bị ghẻ lạnh trong đây. Lẹ lên. Được rồi, để ta đợi xíu. Ngứa quá à. Rồi, đây. Thanh long thiệt. À, có rồi. Cho con trái. Hỏi, cho có bao nhiêu trái? Chưa có cho. Giờ sao? Giờ cho nè. Được chưa? Phải đưa đàng hoàng chứ, nghĩ sao vụ mấy con khỉ vậy tự nhiên nó trái thành lòng trái, trái thành lòng trái, bao nhiêu trái rồi ra nói hoài cuối cùng cũng đưa cầm trên tay mà nói người ta đưa rồi nghĩ biết. Cho nè. Cho thiệt không? Thiệt. Cảm ơn. Tôi chưa thấy con khỉ nào mà nó khôn như con khỉ này ha. Dạ con cho ba nè ba. Cho thiệt không? Dạ con cho. Cảm ơn. Xéo sắc đồ heo. Rồi bây giờ mỗi đứa cầm trên tay một trái. Hỏi cha có bao nhiêu trái? Một thùng. Cái gì? Một thùng. Đó. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Ăn cả hai trái xoài. Hôm nay em có thanh long thịt ngon, cho anh ăn không tính tiền. Chúc quý vị khán giả ăn thanh long ngon miệng và một món quà của tụi em muốn gửi đến quý vị thôi à. Ha.
Dạ. Và ngay sau đây, để đến gần hơn với quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long nói chung và quý vị khán giả trên toàn thế giới nói riêng, riêng là với gia đình nhà em thôi, tụi em xin gửi đến quý vị một tiết mục, một bài hát làng điệu dân ca, và một chút bolero, và một chút pop, và một chút dance, một chút non stop, thêm mắm thêm muối. Và ngay bây giờ bài hát xin được phép bắt đầu. Quý vị cho chàng số tay nó được không vậy? Dạ. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với màn ảo thuật nguy hiểm của rạp chúng tôi. Đó là màn khỉ nhảy dòng lửa. À, chắc là các chú khỉ của chúng ta đang cần thêm thời gian để chuẩn bị. Dạ. À, chắc là chuẩn bị xong rồi. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với màn khỉ nhảy dòng lửa. Dạ, chắc là các chú khỉ đang cần chắc là các chú khỉ đang muốn tạo một cái gì đó bất ngờ cho quý vị khán giả vào đêm diễn hôm sau. Cho nên là hẹn lại quý vị khán giả vào đêm hôm sau, chúng tôi sẽ biểu diễn cho quý vị xem ạ, được không ạ? Còn bây giờ thì tất cả các tiết mục cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị khán giả ra về. Dạ, quý vị khán giả ra về. Nhớ quay lại ủng hộ tụi em nha. Dạ. Hey, dạ. Oh yeah yeah yeah. Dạ, cảm ơn. Con Tâm với thằng Tài đâu? Đi ra đây. Tụi mày làm cái gì vậy? Hả? Tại sao là không chịu diễn? Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Tụi mình đã nhất trí với nhau là không bao giờ diễn cái gì liên quan tới lửa nữa. Vậy mà hôm nay anh bày ra cái trò này không hề hỏi ý kiến tụi em. Tại sao vậy? Tại sao lại sợ? Tại vì anh Trí, anh sợ lửa. Thằng Tài, mày bị tai nạn có chút xíu mà tại sao mày sợ? Hả? Tại sao mày sợ? Anh thôi đi, anh làm cái trò như vậy hả? Anh không sợ, nhưng là anh thì khác. Như vậy nè, như vậy có đáng sợ hay không? Em sợ lửa lắm. Em bị ám ảnh với lửa. Lần trước á, nếu như con Tâm không cứu em, chắc em chết rồi. Bây giờ á, anh bắt em làm gì cũng được hết á. Siết kỹ, làm trò làm hề với làm thú, em cũng làm được hết. Nhưng mà mấy cái trò với lửa em sợ lắm. Mày á, mày là một cái thằng hèn. Anh, bộ tôi nói gì sai hả? Mày là diễn viên xiếc mà, mày đi diễn trò cười trò hề cho người ta, bộ mày tính diễn đến suốt đời luôn hả? Mày thấy mấy cái rạp xiếc kia không? Nó phải có trò đỉnh thì nó mới níu khán giả lại được. Còn tụi mày thì sao, nhìn đi. Với cái tư tưởng biểu diễn như tụi bay á, đốt bà nó rạp xiếc đi. Rạp xiếc còn như cái trò dịch. Anh muốn đốt anh đốt hết đi. Mày thách tao á? Em thách anh đâu. Được, tao đốt cho mày coi. Anh, nhưng mà tao đâu có ngu. Tao đâu có ngu để tao đi đốt rạp xiếc.
Tao không ngu. Tao đốt tao nè. Anh Trí. Anh Trí. Anh Trí. Anh Trí. Anh Trí. Còn tâm nhớ nè, khi nào mà mày thấy anh chui từ trong cái thùng ra, anh vừa mới đứng lên, anh nói tuyệt vời, thành công là mày bắn pháo sáng liền cho tao nghe không? Nhớ nha. Nè Tài, nghe tao dặn, đây là cái chìa khóa sơ cua. Khi nào mà tao bí quá, có vấn đề gì xảy ra là tao sẽ đập vô cái thành. Thì lúc đó mày nhớ, mày đưa cái chìa khóa này cho tao nha. Nhưng mà anh ơi, em sợ lửa, em... Dạ. Này, không có sao đâu. Mày yên tâm, mày cứ tin tao đi. Dạ. Mày chỉ cần đưa cho tao cái chìa khóa là được rồi. Nha nha. Dạ, em nhớ rồi. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với màn ảo thuật nguy hiểm của rạp chúng tôi. Đó là tôi sẽ bị trói tay, và trong 10 tiếng đếm phải thoát ra khỏi chiếc hòm này, trong khi chiếc hòm đang bị đốt. Và bây giờ phần trình diễn xin được phép bắt đầu. Chìa khóa đâu? Đưa tao. Tâm, chìa khóa đâu? Anh giữ mà. Nhanh lên, tao sắp chịu không nổi nữa. Tài ơi, Tài ơi, lửa. Không biết nữa, bây giờ. Tài ơi, lửa. Em không biết chìa khóa đâu rồi. Chìa khóa. Tài ơi, chìa khóa đâu rồi? Tài. Chìa khóa đâu? Chìa khóa ơi. Tài ơi, cứu tao. Tài ơi. Không phải em. Trời anh ơi. Anh Tài ơi. Anh Trí ơi. Anh Tài. Cái gì vậy? Anh Tài. Không có sao hết. Anh ơi, anh Trí rồi hả anh? Anh Trí anh ngủ rồi. Không có sao hết. Em không biết tại sao mỗi lần nhắm mắt Tài em lại thấy buổi biểu diễn đó. Em nghĩ là hai anh đã chết rồi. Không. Em sợ. Nè, tâm bình tĩnh lại. Nghe anh nói nè. Không có ai chết hết á. Nha. Mọi chuyện đã qua rồi.
Bình tĩnh lại, nghe anh bình tĩnh lại nha, nha. Sao không ngủ nè? Tôi quỷ thì nó hét hoài là không ngủ được. Rồi. Cho em đi vô ngủ nha. Đi vô ngủ mà, em xin anh luôn đó. Thôi đừng có nhốt tôi vô cái đó nữa. Không ai nhốt anh vô đó hết. Bây giờ nghe lời em vô ngủ. Tụi mày chơi với tao đi. Ê, bây giờ tao làm con khỉ. Tụi mày đố tao đi. Tao có trái thật lâu nè. Thấy thật lâu. Tao có hồn quẹt. Tao đốt lên. Cháy kìa. Chạy! À, bình tĩnh, em nói nè, không có cháy, không có gì hết đó. Nè, đây ha, anh có trái thơm nè, không, có cây chiếc nữa. Một thúng luôn. Anh ơi, anh muốn ăn gì đây? Ăn cà na hay trái xoài? Anh trẻ, anh cứ như vậy hoài. Đến khi nào đập xiếc mình mới gầy dựng lại được hả anh? Gây dựng rạp xiếc. Rạp xiếc của mình sẽ đi lên. Anh Trí, anh tỉnh dậy rồi hả anh Trí? Anh tỉnh rồi hả anh Trí? Anh Trí, tụi bay không có tin tao. Anh Trí, tụi bay đâu có tin tao đâu. Rạp xiếc của mình muốn thắng là phải có tao. Tại vì tao là Trí. Trong tay tao có. Tao có cây bút. Tao có quả táo nè. Cây táo và quả bút. Tao có cây táo. Tao có quả bút nè. Về lại cây bút và quả táo. Tao có quả táo nè. Chơi với tao đi. Chơi đi. Chết đi. Anh Tài ơi, em xin anh đừng làm như vậy, em đau lòng lắm mà. Anh Trí bị như vậy là tại anh. Anh sợ lửa mà. Một thằng sợ lửa cho nên anh Trí mới bị như vậy. Tại anh mà. Tất cả là do tai nạn mà. Anh ơi, anh đừng hủy hoại cuộc đời mình như vậy được không? Anh nghe em nói nè. Tại vì tụi mình nôn nóng với tiết mục này, anh Trí cũng nôn nóng, cho nên nó mới xảy ra cố sự như vậy. Anh ơi, mình cố gắng biểu diễn kiếm tiền chữa bệnh cho anh Trí nha anh. Cho đến bao giờ ba anh em mình
mới biểu diễn trở lại chứ. Mỗi ngày nhìn mấy cái hình ảnh này nè, anh khổ thẹn với bản thân lắm. Mỗi ngày cứ nhìn, cứ nhớ, nhớ muốn chào trước mà. Ê, tụi bay lại chơi với tao nè. Tao có đồ chơi mới nè mày. Đồ chơi á? Trí, anh Trí ơi, không được, không có được. Của tao này mà. Nguy hiểm lắm, đưa cho em. Của tao. Đưa cho em. Đưa của tao. Đưa cho em à. Của tao. Nguy hiểm lắm. Tao thành công rồi, tao thành công rồi, tao thành công rồi, tao thành công rồi, tao thành công rồi. Không có thành công. Không. Anh Trí. Thành công. Nghe em nói nè, anh thành công. Không. Nghe lời em, anh sắp thành công rồi. Nghe lời, đứng im này, đứng im. Không có thành công. Thất bại rồi. Anh Trí. Thành công rồi. Chúc mừng quý vị khán giả rất nhiều. Tuyệt vời. Thành công rồi. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ tới phần trò lửa của nhóm cá biệt ngày hôm nay. Đau đầu mất rồi. Cố lên.
anh chưa tỉnh lại hả? Em hết sợ lửa rồi, em nhảy qua dòng lửa luôn đó. Anh Trí ơi, em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại. Đúng vậy, em tin là dù đi đâu, làm gì, nhất định chúng ta sẽ cần thành công. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới đích, vì chúng ta là Trí, Tài, Tâm. Đúng vậy, chúng ta chính là Trí, Tài, Tâm. Trí vô tâm, tài bất dụng, tài vô trí, tâm bất an. Trí tài tâm, bách thắng bất bại. Vừa hoàn thành rất xuất sắc phần dự thi của mình cùng với phần trợ diễn của vũ đoàn ABC và đoàn xiếc Ariel. Vâng, kính thưa quý vị, một tiết mục cực kỳ hoành tráng, đặc sắc, mạo hiểm, liều lĩnh. Nhưng tất cả ba nghệ sĩ này, diễn viên Lê Bụ Đa, ca sĩ Bảo Quân và diễn viên Hồ Bích Trâm đã sẵn sàng đảm nhận hết tất cả mọi vai trò của mình trong vở diễn ngày hôm nay, với sự cố vấn rất đắc lực đến từ đạo diễn trẻ Khả Như. Một tràng pháo tay dành cho Khả Như và Cá Biệt. Và bây giờ cảm xúc đang rất đông đầy. Xin được phép kính mời giám khảo Kiều Anh đưa ra những nhận xét đầu tiên của mình dành cho Cá Biệt ạ. Ngồi mà còn lân lân đây. Nói chung là cũng may mắn là không có ai yêu cầu là chị Trương, chị Trác và Kiều Anh nhảy qua dòng lửa. Kiểu này mà ba đứa nhảy không biết còn mạng đâu quay lại. Thì thấy các bạn hy sinh rất là nhiều, rất là cảm ơn. Và nói theo kiểu dân dã, Tây Quanh là người miền Tây và đài truyền hình Vĩnh Long cũng trực thuộc của tất cả khán giả của miền Tây rất là nhiều. Một cái câu nói mà ở dưới miền Tây, nếu mà người ta phục nhau, người ta sẽ nói trời ơi phục sát đất. Nhưng mà vì chúng ta là những người làm nghề, làm sân khấu, cho nên Kiều Quanh chỉ có biết nói với ba bạn như thế này là tôi phục các bạn sát sân khấu hết. Xin cảm ơn giám khảo Kiều Anh rất nhiều. Và kính thưa quý vị, xin mời tất cả quý vị hãy tận dụng những khoảnh khắc, những giây phút quý báu này để cầm điện thoại lên và soạn tin nhắn CNTS khoảng cách mã số 02 để gửi cho tổng đài 8234 ủng hộ cho nhóm Cá Biệt. Bởi vì tổng đài chúng tôi sẽ đóng lại sau khi kết thúc phần đánh giá nhận xét của ban giám khảo. Và bây giờ để tiếp tục dòng cảm xúc dành cho Cá Biệt, xin mời nhà báo Trác Thi Miêu. Hù Đa nói gì đi em? Tụi em nghĩ sao mà làm như vậy? Sợ không? Tập bao nhiêu lâu mới được như vậy? Tại sao đến bây giờ em vẫn... Em có tin rằng mình sẽ làm được, nếu rủi ro xảy ra thì sẽ như thế nào? Cái lúc em dán lại cái vết thương ở trên mặt Bảo Cun, em có sợ rồi nó sẽ bắt lửa không? Các em có biết sợ không vậy? Trả lời chị đi. Dạ, thật sự thì em quên đi cơn sợ, mà em hoàn thiện cho cái vết thẹo của Bảo cho nó hoàn chỉnh. Em muốn tiết mục thật là hoàn chỉnh, từng chi tiết nhỏ à. Dạ, em xin hết. Rồi cái màn đu quay đó các em tập bao lâu? Dạ tụi em tập trong vòng mấy buổi, mà mỗi buổi thì được 1 tiếng 2 tiếng ạ. Dạ. Thì nói chung là cũng dạ, thú vị lắm chị. Phê lắm. Hiểu luôn phải không? Phê lắm. Tôi có cái cảm giác và tôi rất đồng cảm với các em. Không phải là một chuyến đi chơi dễ dàng như mọi lần các em xuất hiện trên truyền hình khi đối thủ của các em là Tam Hạp. Và tôi có thể nhìn thấy cái tâm lý rằng tụi em muốn xé toạc mình ra để chơi một đêm cuối cùng và không cần biết kết quả như thế nào, đúng không? Và ngay từ đầu cuộc chơi tôi đã nói với mấy em rồi, là người thắng đó là người được phép diễn từng đêm của cuộc chơi cho đến tận đêm cuối cùng. Thì các em đã làm được điều đó, mà không những làm được điều đó, mà thật sự như cái điều mà chúng tôi vẫn thường nói bằng nghĩa đen là cháy hết mình và cùng nhau tỏa sáng ư. Ba nghệ sĩ và ba lĩnh vực ư. Đêm nay tôi thấy các em thật sự chăm sóc với nhau, lo cho nhau và xô nhau vào lửa để làm nên một tiết mục như vậy.
Và cái sự quan tâm đó làm cho tôi nhớ đến sự nguy hiểm của nghệ sĩ kịch, nghệ sĩ xiếc, không chỉ là cho sinh mạng của họ mà cho sinh mạng của người cùng diễn, đặc biệt khi người đó là người thân, là thuộc ruột thịt. Và tôi nhìn thấy làm sao tụi em có thể cùng lúc xúi nhau chơi dại, là bay qua cái vòng lửa đó, xúi nhau đua trên trần nhà và quan tâm đến nhau như những người ruột thịt. Và tất cả những cái đẹp của nghệ thuật, cái tình nghệ sĩ đó các em phơi bày hết lên cho khán giả cùng thưởng thức đêm nay trên sân khấu. Chính xác là ý nghĩa của cùng nhau tỏa sáng. Và nếu việc tỏa sáng đó bắt buộc mình phải bốc cháy thì các em cũng chơi tới cùng trong đêm nay. Tuyệt vời cá biệt. Xin cảm ơn những lần nhận xét của giám khảo Trác Thúy Miêu. Xin mời giám khảo Trương Ngọc Anh. Nhóm cá biệt với các em rất là khác biệt. Rất là khác biệt. Phải nói là tôi là một đồng nghiệp, là một diễn viên thì rất là nể phục cái tinh thần chiến đấu hết mình của các bạn. Và mỗi lần đóng phim mình cũng luôn luôn nghĩ rằng đây có thể là bộ phim cuối cùng của mình. Thì cũng như các bạn cho hết những gì các bạn có ở trên sân khấu, kể cả nguy hiểm, kể cả có bao nhiêu cho hết, thấy được cái nhiệt huyết của các bạn. Cái đó là cái vô cùng quý giá của một người diễn viên. Là diễn viên chuyên nghiệp như là Hồ Bích Trâm hay là Lê Biểu Đa thì tôi không nói, nhưng phải rất là, tôi rất là cái thích cái cách diễn của Bảo Kun. Bạn là ca sĩ mà tại sao bạn lại diễn hay như thế? Bạn lại diễn quá tuyệt vời như vậy. Quá nhiều cung bậc cảm xúc. Hầu như là cái này thì cũng phải cảm ơn Khả Như, một người đạo diễn rất là tuyệt vời. Tại vì diễn viên có thăng hoa được cũng phải do đạo diễn biết cái cách khều các bạn như thế nào, biết điểm yếu điểm mạnh của từng người mà đẩy các bạn. Đây là một cái người rất là đa tài. Cho một tràng pháo tay cho Khả Như. Và sự kết hợp của ba bạn, từng bạn diễn xuất đều rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Phải nói tôi quá yêu cái tiết mục này. Lúc đầu là cười anh có với anh. Dạ, cười, Trương cứ chạy cười qua cười dã rời. Nào giờ thấy là anh cười rất là khiêm tốn và hết sức giữ gìn của một người mẫu. Nhưng mà hồi nãy quay qua là cười. Đó là tôi thêm. Đó là tôi thêm nha. Chứ người ta vẫn còn cái nét dịu dàng đó là của tôi. Đó là của tôi. Xin cảm ơn những tình cảm mà ban giám khảo đã dành cho nhóm cá biệt rất nhiều. Dạ, xin mời giám khảo Kiều Anh ạ. Bích Trâm á, phải không em? Bích Trâm. Là trời ơi, hồi nào giờ tôi thật sự là tôi cũng được khán giả thương, là tôi nói nhiều không có dấp. Mà bây giờ tôi thấy bạn hình như muốn xoắn ngôi tôi rồi. Hồi nãy bạn ngồi xuống mà làm một tràng, thì bây giờ cho tôi xin tràng khen các bạn là y vậy được không? Nhưng cá biệt gì đâu mà có 3 người, 10 người ca sĩ rồi, coi như 2 người kia là diễn viên mà trời ơi diễn gì đâu mà tôi nói thiệt, có lửa có voi, ô có tùm lum hết trơn hết trọi, tôi không biết làm sao. Nói chung là ói quá trời luôn, rồi lửa rồi khói rồi nhảy qua dòng lửa rồi, ôi trời ơi, đừng bỏ vô cái tùm gì đó, bà là diễn viên kịch mà có thể nói được, khán giả vô nhà bán lửa có thể nói được, không thể dùng lại, không hề lấy ôi, không hề nghĩ. Không cần tiếp máy oxy luôn ạ. Nói chung là ba cái tùm. Dạ xin đạo diễn Trương Ngọc Anh cứu em pha này, dạ. Ôi nói chung tập. Dạ bộ phận âm thanh đã tắt luôn micro của giám khảo luôn ạ. Cảm ơn bộ phận âm thanh rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, thật sự rất tuyệt vời trong đêm thi ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều thăng hoa và bùng nổ. Chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều sự khó xử dành cho ba giám khảo. Bởi vì cả hai tiết mục vừa rồi của Tam Hạp và cá biệt đều rất thăng hoa.